tức là số hai cái tiêu chuẩn mà các bạn quốc quan của việt nam là cùng hay là bộ hoàng hôn bạn có đủ tất cả số hai như vậy. Tức là số ba cái tiêu chuẩn mà hai là bộ cũ các quy định là không chọn quy đoàn mà chọn tất cả số ba thi đấu. Thank you.
trình được tiếp tục cái bài số 2, chúng tôi xin mời hai cán bộ báo lên có thể đón nhận ý kiến học vật văn học tự do ở điều khoản 17. Okay.
trình tiếp tục trên bàn số 9 ở lượt trận 21. Tôi xin mời hai cái hội tham đốc của con và hữu nhân và bộ phụ huynh mọi người hội các bạn số 9 đó. Thank you.
hình phục tùng trên bàn số 10 đã lựa chọn 22. Tôi xin mời hai cái đủ tình thương của các chị shop tập trung lên những vị trí nơi và hai cái đủ là số 10 thi đấu. Thank you.
chuyển và bộ kinh tế gặp quỹ tổ của hai dẫn hai mươi lăm theo ký hợp tác quốc dân gặp hợp tác quốc tế ông tại quý ký dẫn hai mươi sáu luôn luôn cho bản chiến lược gặp quỹ vũ tế đế quỹ quốc vụ dẫn hai mươi bảy quốc tác bộ quốc phận gặp bỏ hoặc cho bộ đổ gặp dẫn hai mươi tám khi ông của vụ kiện gặp tức toàn những đưa ra năm mươi chín tân tiến của bản thân do trường xã hội hoàn thiện thành ba mươi phương linh của đế gặp phú quý của bộ ba ba sáu thành ba mươi mốt tấn minh của cơ nghi gặp quả thức của bộ màu nâu thành ba mươi hai tiền dụng của bộ sư chiến gặp các thủy của bộ các thủy đó là các tập đấu thành tựu trong một trận thế giới. Tôi xin mời các thầy thủ quan viên của bộ Y tế